Thưa quý vị đại biểu, tôi xin báo cáo về hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và bệnh nội tiết. Nội dung báo cáo gồm các phần như sau: số kiến thức tổng quan về ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ hay OSA (Obstructive Sleep Apnea), sau đó là cái mối liên quan giữa đái tháo đường và OSA, và tiếp theo là rối loạn chuyển hóa, hội chứng chuyển hóa và OSA, và sau cùng là một số kết luận. Như chúng ta đã biết, ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ có tần suất rất là cao ở nam giới cũng như nữ giới. Ở người Việt Nam là trên 8,5% trong các bệnh lý tim mạch hô hấp, bệnh chuyển hóa, tiểu đường, tần suất sẽ lên đến 50 cho đến 80%. Trong cái báo cáo đánh giá năm 2019 thì như vậy toàn thế giới chúng ta có khoảng gần 1 tỷ người bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, trong đó tại Việt Nam với dân số trên 30 tuổi thì có khoảng 4 triệu người bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, trong đó 2 triệu 300 nghìn người trở lên là bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ trung bình và nặng. Ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là bệnh nguy hiểm vì nguy cơ bệnh tim mạch, nguy cơ của hội chứng chuyển hóa, béo phì và đái tháo đường tiếp 2 ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống, khả năng làm việc, học tập, như một số cái vấn đề khác liên quan tới tai nạn lao động, tai nạn giao thông. Như vậy, chúng ta thấy OSA hay ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở trong hội chứng chuyển hóa trên 60%, và đặc biệt trong cái phần cuối cái bài trình bày của tôi thì tôi sẽ giới thiệu về cái tần suất của OSA ở người Việt Nam bị hội chứng chuyển hóa, thấy là gần 90%. Ở bệnh nhân bị tiểu đường, hai thể tiếp 1 và tiếp 2, như vậy chúng ta khoảng 40%, trong tiếp 2 thì cao hơn. Và như vậy tiếp 2 chúng ta thấy có thể lên đến 86%. Và cho đến nay thì việc chẩn đoán xác định ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì chúng ta có thể đo đa ký giấc ngủ hoặc đa ký hô hấp. Thì theo AASM, đó là Viện Y học Giấc ngủ của Mỹ, thì chúng ta có bốn cái cấp độ khác nhau. Cấp độ 1 hay loại 1 thì chúng ta đo đa ký giấc ngủ ở tại các sleep lab. Ở Việt Nam chúng ta thì hiện nay Hội Y học Giấc ngủ đã có công bố cái quyết định một số cái sleep lab đủ điều kiện theo tiêu chuẩn của ASEAN và của quốc gia. Loại 2 đo đa ký giấc ngủ ở tại tại nhà, hay còn có thuật ngữ là HSAT, Home Sleep Apnea Testing. Loại 3 thì chúng ta chỉ đo đa ký hô hấp đơn thuần, không có cái phần điện ngủ đồ. Loại 4 thì dùng để tầm soát, trong một số nghiên cứu chỉ có 1 tới 2 kinh. Đây là hình ảnh đo đa ký giấc ngủ tại Sleep Lab loại 1. Đây là một trường hợp của sinh viên Đại học Y khoa Penn State qua học về y học giấc ngủ với chúng tôi tại Đà Lạt và thực hiện đo đa ký giấc ngủ và rối loạn giấc ngủ. Đây là đo ở tại khách sạn loại 2 hay cấp độ 2, và trường hợp này đa ký hô hấp ở tại nhà. Tần suất OSA ở người tiểu đường là như thế nào? Thì như vậy chúng ta thấy tần suất OSA rất là cao ở người bị đái tháo đường tiếp 2, lên tới 8 trên 80%. Cái điều rất là thú vị, người bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì tần suất bị đái tháo đường cũng rất là cao, 15 cho tới 30% tùy theo nghiên cứu. Đặc biệt, nếu chúng ta bị đái tháo đường mà chúng ta bị ngưng thở tắc nghẽn thì cái dự hậu xấu hơn, các biến chứng về thần kinh ngoại vi, biến chứng mắc, biến chứng ở thận sẽ nặng nề hơn. Và theo cái sự đồng thuận của Hội Đái tháo đường của Mỹ và Hội Y học Giấc ngủ của Mỹ thì chúng ta thấy có một số cái yếu tố nguy cơ chung cho cả hai bệnh, và đặc biệt là người đái tháo đường nguy cơ bị OSA cao, đó là tuổi cao, giới tính nam, nữ thì trong giai đoạn thai kỳ thì nguy cơ ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ cao hơn. Yếu tố gia đình, về hình thể học, như thừa cân béo phì, ít hoạt động thể lực và có cái chế độ ăn uống không phù hợp. Và trên cái slide này thì chúng ta thấy người ta thống kê các và các cái nghiên cứu, ở đây có 7 cái nghiên cứu
cỡ mẫu tương đối lớn, thì chúng ta thấy như vậy cái tần suất của OSA ở bệnh nhân đái tháo đường chúng ta thấy thay đổi từ 58 cho tới 86%. Đây là một cái tỷ lệ rất là cao. Và đặc biệt nếu mà chia cái tần suất này theo cái mức độ nặng, màu đây chúng ta thấy màu hồng ở đây là bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ chung, màu xanh là nhẹ, màu xám là trung bình và màu vàng là nặng, thì chúng ta thấy người bị đái tháo đường bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ từ trung bình cho tới nặng là khoảng từ 35 cho tới 25%. Và một cái ý, nội dung mà chúng ta thấy cũng rất là đáng quan tâm đó là tần suất đái tháo đường tiếp 2 cao ở người bị OSA. Như vậy ta thấy có thể lên đến trên 30%, và đặc biệt ở những người mà OSA hay là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mà thừa cân béo phì thì nguy cơ tiểu đường lại cao hơn. Và do vậy cái việc chẩn đoán ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ rất cần thiết, vì nó làm gây mất kiểm soát đường huyết. Trên cái hình bên dưới thì bên tay phải chúng ta thấy cột màu màu hồng ở đây là cái độ cách biệt của HbA1c giữa người đái tháo đường tiếp 2 bị OSA nặng so với người nhẹ hoặc là người không bị OSA. Thì chúng ta thấy càng OSA và càng nặng thì cái độ cách biệt HbA1c nó sẽ cao. Như vậy chúng ta thấy là có mối liên quan rất là mật thiết giữa mức độ nặng của OSA và HbA1c. Đặc biệt trong nghiên cứu theo dõi trong 5 năm thì chúng ta thấy có những yếu tố nó độc lập với lại cái những cái chỉ số, ví dụ những chỉ số về chỉ số ngưng thở, giảm thở hoặc là chỉ số về giảm oxy máu khi ngủ, đó là những yếu tố về hình thể học nó có làm tăng cái nguy cơ của OSA và đái tháo đường, thì mối quan hệ rất là cao. Ví dụ như là người bị đái tháo đường mà lại có béo phì, chỉ số khối cơ thể cao, thì chúng ta thấy là như vậy cái nguy cơ bị OSA cũng là rất là cao, hoặc là vòng cổ, vòng bụng lớn. Và như vậy về cơ chế sinh bệnh học thì chúng ta thấy ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ gây đái tháo đường tiếp 2. Như vậy nó thông qua cái cơ chế rất là đặc thù. Như vậy chúng ta thấy ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ gây ra cái hiện tượng sinh bệnh học, đó là giảm oxy máu, ngắt quãng hay cắt quãng, phân mảnh giấc ngủ. Tất cả những cái vấn đề này nó đưa đến cái là tăng hoạt tính giao cảm, rồi stress oxy hóa, ảnh hưởng tới trục hạ khâu, hạ đồi, não tuyến yên, tuyến thượng thận. Rồi như vậy chúng ta thấy sau cùng sẽ gây ra cái tình trạng là tiểu đường tiếp 2 thông qua cơ chế kháng insulin và rối loạn chức năng của tế bào beta của tụy. Và đặc biệt, nếu chúng ta điều trị OSA bằng CPAP trong những trường hợp bị OSA hay ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ nặng, thì nó sẽ cải thiện cái dự hầu của đái tháo đường tiếp 2. Trên cái hình bên tay trái thì chúng ta thấy cái đường màu đỏ là ở người không bị OSA, cái đường có chấm gạch như vậy là bị OSA nặng, thì chúng ta thấy cái dự hầu sống còn sau 5 năm đó thì là khoảng 80%. Tuy nhiên, nếu chúng ta điều trị bằng CPAP thì cái dự hầu nó sẽ được cải thiện gần như so với người bình thường, so với cái đường bên dưới bên tay phải là không điều trị bằng CPAP. Đặc biệt, chúng ta điều trị bằng CPAP thì sẽ cải thiện đường huyết và nồng độ insulin máu ở người đái tháo đường tiếp 2 rất là tốt trong vòng 24 giờ đầu. Ở cái hình bên tay trái thì chúng ta thấy đây là cái nhóm điều trị bằng CPAP, bên tay phải là nhóm không điều trị bằng CPAP, thì chúng ta thấy cải thiện về cái nồng độ của insulin và cái hệ số đường huyết rất là tốt. Do vậy, chúng ta thấy OSA gây ra rối loạn chuyển hóa đường. Nó thông qua nhiều cái cơ chế sinh bệnh học khác nhau. OSA gây rối loạn đường huyết lúc đói, rối loạn dung nạp đường hoặc là cả hai, và dần dần gây đái tháo đường tiếp 2 với cái tỷ suất trên chúng ta thấy là tương đối là có ý nghĩa là 1.7.
Và như vậy về cơ chế thì như vậy trên cái slide này là tóm tắt lại chúng ta thấy rất là đơn giản là nếu chúng ta bị OSA thông qua cái giảm oxy máu, cắt khoảng hay cách khoảng, phân mảnh giấc ngủ, stress oxy hóa ảnh hưởng lên trên cái sự chuyện mà rối loạn về ly giải mỡ, chúng ta thấy ở gan thì có rối loạn về cái sinh tổng hợp đường ở gan, rồi ở cơ thì giảm cái khả năng hấp thụ đường, tăng đề kháng insulin, ở tụy thì nó làm cho cái tế bào tụy nó tăng hoạt động, rồi chết và tăng sinh tế bào beta tụy, giảm cái sự sinh tổng hợp rồi insulin, và số cùng thì chúng ta thấy gây ra kháng insulin và có thể gây ra cái bất dung đạp của đường đường, và như vậy số cùng đưa ra cái tiểu đường type 2. Bây giờ trên cái slide này thì chúng ta thấy để minh họa cho cái việc là OSA gây ra rối loạn chuyển hóa đường thông qua chúng ta thấy là ở người kể cả tầm khi đường huyết bình thường, nếu chúng ta bị OSA thì như vậy chúng ta thấy nó là tăng cái sự sinh tổng hợp insulin tế bào beta tụy để mà giúp cân bằng cái đường huyết ở những người bị OSA và có mối liên quan ở trục hoành, đó là độ nặng của OSA. Và như vậy thì chúng ta thấy đối với chúng ta tắc nghẽn khi ngủ hay OSA như vậy có cái liên quan độc lập với tình trạng kháng insulin và rối loạn đường huyết lúc đói sau khi điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu như chỉ số khối cơ thể rồi dùng statin vân vân. Và như vậy chúng ta thấy nếu cái chỉ số AHI càng tăng cao nặng thì chúng ta thấy cái việc mà đề kháng với insulin nó càng tăng. Và đặc biệt nếu điều trị bằng CPAP thì chúng ta sẽ thấy cải thiện về cái mức độ nhạy cảm với insulin, rồi nó cải thiện cái tình trạng dung nạp được báo cáo trong một số nghiên cứu. Và cái rối loạn chuyển hóa thứ hai sau đường đó là rối loạn chuyển hóa mỡ. Thì như vậy chúng ta thấy OSA hay người ta tắc nghẽn khi ngủ gây ra rối loạn chuyển hóa mỡ qua nhiều cái cơ chế khác nhau. Đặc biệt trong cái nghiên cứu trên đây thì ta thấy là OSA nó sẽ gây ra rối loạn chuyển hóa mỡ, nó làm tăng cái LDL mà có cái nhóm mà có cái trọng lượng phân tử thấp từ nhóm phân đơn vị 3 và 7, cũng như là tăng cái HDL mà có trọng lượng phân tử thấp, cái tiểu phân tử nhỏ 8 đến 10. Đây là những cái mỡ mà làm tăng cái nguy cơ xơ vữa mạch máu. Rồi do vậy thì chúng ta thấy có thể khái quát lại OSA gây ra rối loạn chuyển hóa mỡ liên quan tới quá trình về stress oxy hóa, giảm oxy máu, cắt khoảng hay cách khoảng, phân mảnh giấc ngủ, rối loạn sinh tổng hợp về mỡ, làm tăng lắng động các cái phần tử mỡ ở mạch máu và cái đích tổn thương sau cùng đó là xơ vữa mạch máu. Và tương tự như đái tháo đường type 2 thì điều trị CPAP chúng ta thấy cũng cải thiện về HbA1c và đường huyết rất là tốt. Thì tương tự ở bệnh nhân rối loạn chuyển hóa mỡ, điều trị CPAP thì chúng ta thấy có thể cải thiện cái nồng độ cholesterol toàn phần. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có cái kết quả chắc chắn về cái vai trò của CPAP trong điều trị làm cái giảm LDL hoặc là HDL là có cái phân tử thấp 8 đến 10, tiểu phân tử 8 đến 10. Thì đây là những cái mỡ làm tăng nguy cơ xơ vữa mạch máu. Và như vậy tần suất OSA ở người có hội chứng chuyển hóa ở người Việt Nam thì như thế nào? Đây là cái nghiên tổng hợp từ cái kết quả nghiên cứu ở tại Hải Phòng của nghiên cứu sinh của chúng tôi. Nhưng mà chúng ta thấy là người bị hội chứng chuyển hóa, người Việt Nam bị hội chứng chuyển hóa trên cỡ mẫu là 146 người. Như vậy thì 82,9% là bị OSA, trong đó nặng là 33,6%, trung bình là 32,9%, nhẹ là 16,4%. Và đặc biệt khi điều trị bằng CPAP rất là hiệu quả, nó cải thiện cái hiệu số trên về cholesterol triglyceride LDL và HDL so với trước và sau, có ý nghĩa hơn so với chỉ có giáo dục sức khỏe và cũng như là việc mà không tuân thủ việc giáo dục sức khỏe thì chúng ta thấy là làm cho cái
không có thay đổi được cái hiệu số cholesterol và triglyceride. Điều trị CPAP thì ta thấy rất là có ý nghĩa. Và do vậy để kết luận, tôi xin đưa ra hai cái kết luận cho các bác sĩ chuyên khoa nội tiết đái tháo đường như sau. Đối với các bác sĩ chuyên khoa nội tiết đái tháo đường cần phải tiếp cận chẩn đoán ô sao qua thăm khám lâm sàng, câu hỏi tầm soát yếu tố nguy cơ, biệt là một câu hỏi stop ban và chỉ định đo đa ký giác ngủ hoặc đa ký hô hấp với các cái cơ sở y tế đã được có những cái cán bộ y tế đã được đào tạo về có chứng chỉ về đa ký giác ngủ và chẩn đoán điều trị ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ. Và sau cùng thì chúng ta cũng lưu ý là cần phải chẩn đoán ô sai dựa vào đa ký hô hấp đơn thuần. Những cái trường hợp đặc biệt chúng ta có thể đo đa ký giác ngủ nếu có những cái bệnh động mạch khác. Chúng ta trong quá trình điều trị chúng ta cũng phối hợp với các chuyên gia về y học giấc ngủ. Bài báo cáo của tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đã lắng nghe.